nói sao. 1 2 3 4. Mọi người ơi, trước mắt là các thành viên trong đoàn đang tập vũ đạo để quay MV Kiều Nữ Lotto đó mọi người. Tập xong là quay liền luôn. 5 6 7 8 rồi chúng ta vô. 2 3 1 2 3 4 5. Người hướng dẫn là Suri đó mọi người, đó Queen Suri đó mọi người có nhận ra không? Vui quá mẹ.
đưa tay lên máy phát biểu đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mấy anh ơi, nghỉ chút đi, khoảng sáng mới quay được, chưa có tập tâm đâu. Vừa mới phá cũng đó là thủ hạm đây đó mọi người. Em cho mọi người, em đã có mọi người tập nhảy để pha nhảy đùng 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 nhảy như mê, rất là hay luôn, to lên rất là hay, nhảy không giống giáp nào hết trơn. Đặc biệt em nhìn chị Cẩm Nhung đó, ôi nhân vật nó vật nhất, nhảy mất tiêu cái đích luôn hay. Chân thôi giờ đến nồi đắp tay đó. Quay được rất vậy hả? Tay phải. Bóp chứ hả? 5, 6, 7, 8, 1, 2. Cái này giống bài hát Lên Một Mình nhảy bữa không? Cái đoạn đi vậy nè. Đúng. Trời ơi. Nhảy. 2, 3, nhảy 1. 2, 3, nhảy 1. Cô ơi tôi quyết áp rồi kìa. Đó rồi, cho một đoạn nhạc nữa đi. Không,
nhảy đẹp quá Nhung ơi. Con quỷ tôi được.